trốn rồi vậy ta? Này nó dưới này nè. Nước chảy đẹp quá. Cổ hồn ha. Mình phải bảo vệ rừng ngập mặn nha Ti Ti. Bằng mọi giá phải làm những cái hành động để cho người ta thay đổi ý thức nha con. Đừng nản chí nha Ti Ti. Con đừng nản chí nha. Chứ tôi muốn nản lắm rồi đó. Ti Ti mà nản rồi tôi nản luôn á. Con đi chơi cẩn thận đừng để người ta bắt. Người ta bắt con làm thịt là tôi nản luôn á. Nó đâu rồi? Một thân thủ phi phàm quá ha. Con dạo này gần gần mấy người ngoài đường nguy hiểm á nha. Người ta đưa đưa tay chạy lại gần nha. Nó chụp một cái nó không có thả đâu đấy. Không ngoài phải ai cũng thân thiện đâu nha. Tập thành thói quen đi là bị bắt đấy. Khờ khạo quá đi. Lấy cá đang bán trên mạng đầy luôn á. Đâu tổ chức bảo vệ động vật nào giải quyết đâu. Vậy mà hồi tôi đăng clip đi kêu tôi xóa đi 2 tỷ lượt view. Ác ghê không? Vậy mà tôi cũng nghe theo nữa. Tin tưởng giao cho coi tưởng gì không bảo vệ được khỉ gì hết. Ngày nào cũng thấy đấy cá đăng trên mạng bán làm thịt luôn. 2 ký 7, 2 con. Bán 2.8 triệu. Cái gì nó cũng bán được hết. Bởi vì đại dịch. Con người ác như vậy hỏi làm sao? Mình cố gắng mình bảo tồn con đấy cá Ti Ti. Giờ clip coi cũng ít người coi ủng hộ quá. Không có tiền đâu cứu nó nuôi nó nữa. Căng luôn rồi. Ti ơi. Cuộc sống đang bấp bênh đó con. Giờ nó không được ăn cá nữa. Mua 3 cái đồ lòng cá gì cho nó ăn nó quý vị. Kênh Tiun là để cho cả thế giới coi nên không có đăng chia sẻ mấy cái này được. Để mấy kênh khác đăng chia sẻ cho người Việt Nam biết thôi. Người Việt Nam đâu thể bôi xấu người Việt Nam mình được. Vì mà cái giới trẻ Việt Nam bây giờ cái đầu óc nó làm sao á. Nó chỉ biết chơi game thôi. Nó chỉ biết lên mạng chửi tục nó bậy thôi. Nó không làm được cái gì hết á. Cái xã hội đào tạo ra mấy con người như vậy. Nó không có tình cảm gì hết á. Y như bên Trung Quốc rồi.